là thả. Cho nó, chứ không mà nó lên cân coi giật là mệt cho cháu lắm. Con trai tôi bị sốt viêm họng, sốt cao nữa. Nhờ chú Phi qua khám bệnh cho cháu, mình rất tin tưởng chú Phi. Khó khăn gì ông cũng giúp qua vậy, là nhờ chú Phi để vô nhà này là khám bệnh cho con, thì chú Phi cũng lấy tiền để giúp đứa cháu để khỏi bệnh. Bà vợ thì đau quá rồi mới kêu Mau Phi đến để khám giúp. Chừng nào bệnh khẩn cấp quá mới đi bệnh viện. Bệnh sơ kêu Mau Phi khám. Ông khám nhiệt tình. Ông khám bệnh ông nói chừng nào có bệnh tật rồi qua ông kêu, ông xin đến ngay, ông giúp đỡ. Xưa giờ chưa có người nào mà khám con đâu, cho thuốc không đâu, chỉ Mau Phi. Tôi cũng xuất phát từ đi học ngành y ở trường đại học Y Tây Nguyên. Sau khi tôi về tôi làm phó giám đốc trung tâm y tế Bình Đường huyện Khánh Vĩnh. Từ đó tôi rất thích tôi đi khám bệnh cho bà con. Có cái gì thì mình giúp được bà con cái gì thì nó hay cái đó. Cái dụng cụ khám của tôi cũng khá đa dạng bây giờ như ống khám nè, huyết áp nè. Và cái thứ hai là mình nhìn cái tổng thể của bệnh nhân là mình phân biệt được bệnh nhân này ở cấp độ nào và trên cơ sở đó mình chẩn đoán được. Bệnh nào mà tôi mà cho thuốc được á là tôi cho, mà không được á là tôi tư vấn, hay là định hướng cho bà con đi bệnh viện ngay. Ba mẹ con đều ủng hộ công việc của anh, thì mình cũng nói với con là cố gắng học cho nó tốt, cũng mong các con sau này là nhìn gương của ba và cố gắng học tập.